bỏ ra không nhiều mà mình có được hẳn chiếc xe to cao như thế này. Đấy, gần như ai cũng có thể vào việc được chiếc xe này. Bác nào mà không có kinh tế và đang còn hạn hẹp về tài chính, các bác đang đi làm công nhân hay là mình muốn mua một chiếc xe để về chạy dịch vụ kiếm cơm hàng ngày, đấy thì các bác mình mang một ít vốn lên đây, em sẽ để lại cho mình chiếc xe này các bác nhá. Đấy, xe nó là siêu tiết kiệm luôn. Máy dầu các bác nhá, máy dầu 8 chỗ ngồi rất to cao và rộng rãi. Hình thức thì đẹp, chất lượng của xe thì vẫn còn khá là tốt cho mình. Đấy, các bác mình yên tâm về chất của chiếc xe này các bác nhá. Quá ok luôn, quá tuyệt vời luôn cho chiếc xe này các bác. Các bác mình xem đi, các bác mình nếu mà thấy ưng, thấy ok thì bảo em, em sẽ chốt được cho mình với mức cực kỳ yêu, cực kỳ hợp lý và cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Đấy, ba hàng ghế liền các bác nhá, ba hàng ghế liền. Đấy, rất rộng rãi luôn các bác nhìn này. Khoảng cách giữa những cái hàng ghế với nhau nó rất là rộng đúng không ạ? Trang bị nó có hai dàn điều hòa nhá. Đấy, mùa nắng này các bác mình đi dùng là hai dàn điều hòa nó quá tuyệt vời, hợp lý đúng không ạ? Đấy. Vâng, một mẫu xe đến từ thương hiệu Ford của Mỹ, mang tên là Ford Everest các bác nhá. Đấy, động cơ của xe là chỉ có 2.5 thôi, cho nên là nhiên liệu xe chỉ là mấy lít trên 100 km thôi các bác nhá. Cực kỳ ít dầu luôn. Đấy, máy dầu các bác biết rồi, luôn luôn nó sẽ là ít và nó sẽ lành và nó sẽ khỏe hơn đúng không ạ? Vâng, một bộ ghế da các bác nhìn xem là nó còn rất là mới luôn, và ghế da này là ghế da loại đẹp, loại xịn, nhìn rất là sang đúng không ạ? Đấy, trang bị là có hai túi khí an toàn các bác nhá. Đấy, một túi khí an toàn nằm ở giữa vô lăng đây. Đấy, một túi khí an toàn nữa nằm ở đây các bác nhá. Đây. Con này của em thì 2008 đã lên form mới rồi, các bác nhá. Đấy, vòng mới rồi thì nó có sự khác biệt rất là nhiều. Đây các bác nhìn xem phần táp lô nó có sự khác biệt như thế này các bác nhá. Đây là phần phanh tay, đây là chìa khóa này, cái này có phủ táp lô đây các bác này. Có cả tượng nữa đây các bác này. Đấy, côn số lái của xe rất là nhẹ nhàng tình cảm các bác nhá. Chỗ này đây các bác thấy là có một cái cốp đựng đồ tùy tay luôn. Đây một bộ ghế da của xe thì quá là ok rồi đúng không ạ? Đấy, vô lăng của xe thì các bác thấy được vẫn còn rất là đẹp. Ok nhá, em sẽ quay chi tiết đầy đủ cho mình để mình xem về tình hình của cái chiếc xe Ford Everest bên em. Xe một chiếc xe mà nó không có lỗi gì, mà các bác mang về là cũng không cần phải sửa sang gì, cứ thế đổ dầu là mình chạy thôi, không cần phải làm gì nữa các bác nhá. Xe quá ok luôn, thì các bác nhìn xem này, những cái phần táp ni, táp nô đó các bác nhìn xem này, nó quá mới luôn. Đấy các bác nhìn này. Đấy 2008 nó đẹp như này thì các bác biết là nó sẽ chắc chắn nó sẽ không có nhiều rồi đúng không ạ? Một bộ ghế da các bác nhìn xem nó còn rất là mới như này. Đấy, rộng rãi chưa? Khoảng cách giữa những cái hàng ghế với nhau nó rất là dài đúng không ạ? Rất dài luôn. Đấy, nốt đáp của xe vẫn còn thoải mái chạy. La đăng đúc phanh đĩa phanh ABS đã có sẵn các bác nhá. Sơn xi màu đen, sơn xi của xe rất đẹp, có lốp bánh treo phía sau đây, lốp dự phòng các bác nhá. Đấy, hồ sơ con này đã được cầm tay rồi, mang về là bấm biển ngay thôi. Bên em hỗ trợ làm sang tên bấm biển cho mình để mình có biển mình chạy luôn các bác nhá. Đèn đốm các bác nhìn xem này, đèn đốm nó rất là mới luôn này. Đấy, một chiếc xe với cái trị giá là quá thấp, tiền nó quá ít luôn các bác. Đấy. Mẫu này thì nếu mà xe mà không được đẹp thì nó loanh quanh tầm khoảng là nói chung là lỗi đấy, xe mà lỗi mà không đẹp thì dưới 100 cũng đầy các bác nhá, mấy chục triệu cũng đầy cả luôn. Và con này của em thì là một trong những chiếc xe ok, không vấn đề gì. Đấy thì bên em sẽ bán ở trên 100 các bác nhá. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì cùng xem video và gọi điện cho em theo số điện thoại hotline. Em sẽ chốt cho mình ở cái mức làm sao yêu nhất, hợp lý nhất để mình vào việc dễ nhất các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem là kính đã bọc dán rồi. Đúng ạ. Ok, mọi thứ là ok hết các bác. Mang về là dùng ngay, không cần phải sửa sang gì. Đấy, các bác mình đang xem video clip này, các bác mình rảnh tay nhấn cho em xin phát thích, phát tim và phát chia sẻ nha các bác ơi. Và hãy nhớ nhấn theo dõi, nhớ nhấn follow để mình đồng hành với em trong thời gian tiếp theo các bác nhá. Ngày nào em cũng đưa lên rất là nhiều video cho mình tham khảo luôn. Đấy, các bác mình xem đi ạ. Ở đây các bác nhìn thấy là có gương kính điều chỉnh điện này. Đấy. Rồi ở đây có dàn điều hòa, mình ấn chỉnh dàn điều hòa phía sau này các bác này, để chỉnh đèn sáng tối đúng không ạ? Đấy. Và khung gầm vách cửa của xe là không mục một, thân vỏ của xe là không lỗi lầm các bác nhá. Đấy. Máy số đại chất, máy số cực ngon luôn. Đấy, sơn xì bóng mượt cả con các bác nhá. Đấy, các bác mình cảm nhận thấy thế nào, các bác mình thấy ok không? Các bác có cảm nhận gì mình bình luận phía bên dưới các bác nhá. Rồi đây em sẽ quay lại cho mình thêm một vòng nữa. Còn bác nào mà mình muốn chốt ra đẹp thì kiểu gì cũng có xe, cũng sẽ có giá cho mình để mình yên tâm mình mua. Đợt dịp giữa năm này thì giá xe nó cũng sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ êm hơn so với những cái đợt đầu năm với đợt cuối năm các bác nhá. Vâng, bác nào mà đang có nhu cầu mua xe ô tô, các bác qua em, nhà nhiều xe lắm, hiện tại đang có cả là hơn 100 xe cơ. Rất nhiều xe các bác nhá, rất nhiều xe cho mình chọn luôn ạ. Đấy, và đây là phần đầu xe. Ok các bác nhá, các bác mình gọi em để em sẽ tính cho mình mức giá đẹp nhất, và trong kênh của em lấy số các bác nhá.